Ngọc Nguyễn một lần nữa xin chào quý vị. Ngọc Nguyễn xin đổi không khí một tí. Học Nguyễn viết về dưới đây. Cũng có nhiều cô chú rất là thích nhạc quê hương trữ tình. Cái bài hát Ngôn Ngữ sắp gửi đến quý vị thì Ngôn Ngữ thấy tuy hơi buồn nhưng mà Ngôn Ngữ nghĩ là bản nhạc này là tuổi vàng son của rất là nhiều cô chú trong đây, cho nên Ngôn Ngữ xin gửi đến quý vị nhạc phẩm Đưa Em Vào Hà. Mời quý vị lắng nghe. Trường nghe người ca
bài ca lời thương lời nhớ. Chén tiền chén đường cho dã rời một đêm hẹn ước, rớt áo tìm vui nơi chiến trường có bạn có thù. Thương em đi gót nhẹ chân mềm, bước trên quê hương điều tàn, làng nhìn em hồi hồi thêm. Dù hạ qua mau anh vẫn đưa em cuối con đường quê hương biển mùng. Thương những người giết giặc ngày đêm, thương những ngày đêm. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. All right, I got another slow song for you guys.